Chào các bạn, hôm nay Pin Hội sẽ cùng bạn tìm hiểu cái mẫu pin máy trợ thính của hãng CP có mã là 312. Thì cái mẫu pin này còn có mã nữa là PR41, được đóng thành một vỉ 6 viên như này. Thì nó xoay được thì rất là thuận tiện, khi bạn muốn lấy ra bạn chỉ bóc lên là sẽ lấy được pin ra sử dụng thôi. Và pin này sử dụng cho các máy trợ thính có yêu cầu là pin 312. Thì lưu ý là khi mua cái pin này các bạn phải mua đúng cái mã nhé. Mã pin 312 thì có đường kính của pin là 7,9 mm và chiều dày là 3,6 mm. Mua phải đúng thì mới lắp vừa được. Và hạn sử dụng của pin này là khoảng 3 đến 4 năm. Nó in trên vỏ bao bì như này. Là dòng pin alkaline cho dung lượng rất là tốt. Ngoài cái mã 312 thì cái pin trợ thính còn có mã số 10 này, số 13 hay là pin 675. Và khi mua thì chúng ta nhớ là chọn đúng mã nhé. Và để tìm hiểu kỹ hơn về các loại pin khác nhau của GP, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.